Để tham gia chương trình trại hè lần đầu tiên được tổ chức cho thanh niên Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Trong số họ, có nhiều người lần đầu tiên được trở về quê hương. Ước nguyện được về với cội nguồn đã trở thành hiện thực nhờ chính sách của nhà nước Việt Nam đối với người Việt Nam ở xa tổ quốc. Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị nhấn mạnh, nhà nước tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương, thân nhân, đầu tư kinh doanh, hợp tác khoa học công nghệ và hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đảng và nhà nước ta luôn chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, nhằm khơi dậy và phát huy nguồn lực của toàn dân tộc chúng ta. Của trại hè Việt Nam lần thứ nhất, các đại biểu thanh niên Việt Nam được lựa chọn từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia nhiều nội dung, chương trình phong phú và giàu ý nghĩa của trại hè, như dâng hương tại đền Hùng, thắp hương tại đền thờ 8 vị vua Lý, giao lưu với thanh niên 13 tỉnh, thành phố, tham quan nhiều thắng cảnh du lịch, địa danh, di tích lịch sử của đất nước, thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, vân vân. Các bạn thanh niên Việt Nam ở nước ngoài về tham dự trại hè lần đầu tiên này cũng đã đi thăm nhiều cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội ở nhiều địa phương để hiểu thêm về truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, về công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Em rất muốn cảm ơn chính phủ Việt Nam đã cho chúng em cơ hội để tìm hiểu về đất nước Việt Nam. Và thật sự là ở trong cái chuyến du lịch này em đã học hỏi được rất nhiều về văn hóa của người Việt Nam và kể cả người Việt Nam. Từ trước đến nay em không thể nghĩ là Việt Nam lại có những cái di sản quý báu như thế. Hôm nay em mới được chứng kiến tận mắt. Em rất thích cái chuyến đi này, thật sự là như vậy. Bởi vì là đợt này là một đợt tốt để có thể tìm hiểu về văn hóa của mình và tìm hiểu mình thật sự là ai. Kết thúc trại hè Việt Nam 2004, trong tình cảm lưu luyến, các đại biểu thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đều hy vọng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tổ chức tiếp những trại hè vào những năm sau để thanh niên Việt Nam trên thế giới có cơ hội về thăm quê hương. Đó cũng là những dịp để các bạn trẻ được hiểu hơn về quê hương, bồi đắp thêm lòng tự hào dân tộc và thêm yêu đất nước, con người Việt Nam. Có thể nói, trại hè dành cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Song điều đáng ghi nhận là trại hè đã tạo cho các đại biểu đại diện cho các thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài được tận mắt chứng kiến sự phát triển của đất nước, để tự hào là con em Việt Nam, đem những điều thấy được truyền đến các bạn thanh niên Việt Nam ở các nước, để khẳng định truyền thống dân tộc Việt Nam, cây có cội, nước có nguồn.